Hay giận, hay giận, đúng rồi. Hay giận. Hay giận lắm. Hay. Block Facebook á. Trời. Ừ, thương lắm. Tại vì Rick đáng thương là ở chỗ là bạn chỉ có một mình thôi. À, tính đến thời điểm này là anh và Garrett là đã làm việc với nhau là mối quan hệ anh em mình là có bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Anh là chơi với Rick được chắc 10 năm rồi đó. 10 10 năm năm rồi. Là trước cả anh không đài quà hả anh? Trước anh không đài quà chứ. Trước cả anh không đài quà là đã chơi với nhau rồi. Đúng rồi. Anh là music producer một số sản phẩm cho Karik, đặc Dạ. biệt là album Bay Thật Xa của Karik và Wowy. Ồ, oh, thì em không hiểu là tại sao ví dụ như là trong cái sản phẩm comeback lần này thì anh không hợp tác với những bạn rapper trẻ khác mà vẫn lại tiếp tục là Karik à? Thứ nhất đó là những bạn rapper bây giờ lại theo phong cách âm nhạc mới hơn, trendy hơn, hip hop hơn, US UK hơn. Dạ. Đấy. Thì những cái người mà anh nhắm nhắm tới mà để kết hợp cùng anh mà để hiểu anh nhất á, thì anh quanh đi lại anh chỉ có Karik là anh ấy hợp. Với lại là chính Rick là cái người push anh là hãy hãy làm một sản phẩm gì đó cùng nhau đi, hãy làm gì đó cùng nhau đi. Vậy luôn, cho Red Bull anh không? Push anh liên tục đó, và Ồ. anh ok tôi sẽ ráng cố gắng, tôi sẽ cố gắng làm sao để hoàn thiện những cái beat để mà anh em cùng hợp nhau, cùng đưa ra một cái chủ đề đó, anh em mình cùng comeback. Thì nói là tôi rất là mong cái beat đó nó phải hợp với tôi đó. Thì anh nhận ra một chuyện nha, Karik rap tình rất hay, người cậu ấy sâu sắc á, cho nên là Trời cậu ơi, ấy rap nhạc tình rất cái đó hay. em nhận ra luôn, em lúc nào cũng nghĩ là như vậy luôn Thế á. cho Thật nên anh muốn sự. đưa cái thế mạnh nhất của Karik, mà thật sự trước giờ á, mà anh thấy á, cái người á, mà có thể biến Karik á, mà tình hơn nữa, mùi hơn nữa, thì có lẽ anh là số ít làm được chuyện đó. Cho nên anh cố gắng sản xuất làm sao để khiến cho Karik tình hơn nữa, mùi hơn nữa, làm sao để cái phần rap của bạn ấy cực kỳ nổi bật, để mà tăng cái giá trị âm nhạc Đó, của đó Karik cũng lên. là một điểm nhấn trong sản phẩm âm nhạc lần này. Dạ. Nếu không phải Karik thì không ai hết. Dạ. À, không phải dễ gì mời được bạn ấy đâu. Đúng Hầu như rồi, là mà khó mùi lắm. Garrett bây giờ rất là đắt xô. Rồi nói Giàu chung nữa, là giàu nữa. giàu nữa. Em tưởng là càng giàu càng dễ mời chứ mọi người sẽ không có quan tâm nhiều đến phần Tiền lợi bạc hả? nhuận. Em nói Phải thế. không anh? Ủa chứ Garrett ngoài đời là một người như thế nào vậy anh? Ngoài đời hả? Dạ, ngoài đời. Bạn ít nói lắm. Bạn sẽ rất là nội tâm, deep lắm đó, đại loại vậy, nhưng mà rất là tình cảm, rất là ngọt ngào. Rồi trong tình yêu có hay tâm sự với nhau không? Ngày xưa thì có, nhưng Thì chứ mà sao bây giờ không tâm sự nữa? bây giờ Onsi có gia đình rồi, cho nên là cái chuyện tâm sự tình cảm với nhau mà anh em cứ gặp nhau nữa, và mình cũng nghĩ là Rick cũng sẽ ngại một số vấn đề tế nhị riêng, chuyện riêng của nhau thì Rick sẽ ngại tâm sự. Đại loại là mình sẽ chủ động hỏi nhiều hơn, tại mình thấy bạn mình đôi khi buồn á, thì mình hỏi là sao vậy, thì Rick sẽ không sao đâu, tại vì Rick sợ là cái mood tiêu cực đó hay là Dạ. cái mood buồn đó nó sẽ ảnh hưởng tới những người bạn của mình. Đó là một cái nghĩa cử cao đẹp. Vậy Đôi là khi mình muốn quan tâm nhưng mà người ta thì sợ là cái chuyện buồn người ta sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của mình chẳng hạn, cho nên người ta sẽ ngại chia trời sẻ. ơi, thiệt sự nha, bây giờ ai mà nói là mấy anh rapper là rất là phóng khoáng này nọ không, em thấy thực sự mấy ảnh rất là sâu sắc luôn á anh, kiểu như là rất là deep. Có sâu sắc mới viết được những cái lời nhạc nó sâu sắc, đúng không em? Bây giờ nhắc tới Karik là giống như anh Alexi nói là giàu, ít nói. Rapper phải định nghĩa đến chuyện thành Sâu công là phải sắc. giàu Dạ. đó. Dạ, còn tật xấu thì sao bây giờ? Bây giờ mấy năm không chơi với nhau, à còn nhầm, mấy Chứ năm mấy mấy năm mấy năm không không chơi với nhau. mấy năm không gặp Vậy nhau, là đại loại là có như thân vậy. thiệt không vậy? Thân thì đại loại là nếu có những cái niềm vui gì đó, bây giờ tân gia hay là chia sẻ À, cái gì đó thì anh em gặp dạ. nhau, ăn uống cũng gặp nhau, thậm chí rất là vui vẻ, nhưng đi chơi với nhau hàng ngày thì không nha. Thì Chứ ai cũng bận làm mà. sao mình biết được Nhưng mà những tật xấu của nhau lúc được. trước mà chơi với nhau gặp nhau nhiều thì anh có nhớ tật xấu của Garrett là những cái gì không? Đây là có bạn khán giả hỏi, em hỏi giùm nè. Tật xấu của Karik hả? Nếu mà để về tôi phải nói xấu Karik á thì phải có Karik ngồi đây á, nhìn cái mặt ấy mới nhớ được, kiểu Em vậy. mở hình Garrett cho anh coi. À Anh không trốn được đâu cậu nè. ấy đôi khi cậu ấy ít nói quá, cậu ấy ít chia sẻ quá. Hay giận, đúng rồi, Hay giận. hay giận lắm, Hay 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 giận. dỗi lắm hả? Em bé dỗi hơn. Hay giận, hay hay dỗi, hay giận, tại vì đôi khi mình làm cái gì đó mà đụng vào từ ái á, giận. Nhưng mà cái lý do nó có đáng giận không? Tức là mấy cái chuyện nhỏ nhặt là chuyện rất là lớn. Với mình thì nó sẽ không đáng, nhưng với cái người là thấy đó là vấn đề thì đáng. Đó. Và cũng cũng không chia sẻ luôn, giận rồi im.
Nhưng mà khi mà anh em có dịp gặp nhau á, mà cái lúc tới cơn nó qua rồi á, là ngồi chia sẻ. Anh nhớ là lần giận nhau lâu nhất là bao nhiêu lâu Chỉ có riết giận anh thôi, chứ không? anh không giận riết, Là bao cho nhiêu nên lâu? là cũng block Facebook á. Trời, cái gì? Cũng Cà block rít với Facebook anh á, lớp Facebook nhau luôn tự hả? block Facebook anh á, Ê, nhưng kiểu mà vậy. cái gì sao giận đến mức độ như vậy luôn hả? Thì người ta không vui thì block rồi, chẳng qua là người ta chẳng qua là riết lúc đó là anh nghĩ là sẽ khó chịu anh một cái gì đấy, xong rồi lock Facebook, xong rồi mở lại, à mở lại xong rồi gặp nhau thì cười hề hề trên chia Là trong sẻ. bao nhiêu lâu cái đoạn đó? Anh nghĩ mất có khoảng chừng vài tháng, à không Trời lâu ơi, đâu. vài tháng mà block Facebook là nghiêm trọng nha. Từ từ thì cái chuyện lock Facebook nó không phải là gì ghê gớm với lại anh em hết đó. Nhưng mà Đại là chuyện loại gì giờ? Chuyện gì mà block anh Facebook không chứ? nhớ, Tự lúc nhiên đó nhiều chuyện ngang lúc đó anh luôn không nhớ, á. nhưng mà có lẽ là anh sẽ làm cái gì đó khiến Đức phật lòng Chứ sao là rồi. anh cũng không hỏi được rồi. Tự nhiên gặp Không, nhau vui vẻ cái anh cũng không hỏi sao. tại vì anh Sao không rít lock Facebook của Alicia rồi? không anh không quan đại là không quan tâm, tại vì lúc đó anh có gia đình á, cho nên là Rick sau này Rick hiểu anh hơn á. Rick gặp anh Rick mới nói là bây giờ anh em ai cũng có thương lắm, tại vì Rick đáng thương là ở chỗ là bạn có một mình, bạn chỉ có một mình thôi, cho nên là nếu không có người yêu á, không có người nào bên cạnh hết đó. Lúc mà bạn ấy sáng ngủ dậy cũng có một mình, trưa cũng có một mình, tối cũng có một mình, rồi đi diễn về lại một mình. Có phải hồi xưa anh cũng vậy không? Kiểu Hồi như là xưa thì anh lúc nào cũng sống chung với lại là những người anh em, ví dụ như lúc một mình anh rất buồn, cho nên anh hiểu chuyện đó. Bây giờ một mình anh vẫn buồn, anh không sống một mình được, cho nên anh hiểu Rick sống một mình quá lâu. Rick tâm sự với anh là bạn cô đơn, cho nên chính những cái sự cô đơn đó làm cho con người của bạn nó trầm hơn, lặng hơn. Cho nên là mình hiểu là với một người mà bạn đa sầu đa cảm như vậy, giận là chuyện bình thường. Lúc lúc mà em coi Rap Việt thì em lại không biết là Rick là một người như vậy. Thấy ở trên đó Rick cũng rất là vui vẻ, hoạt ngôn. Vui mà, là rất vui tính, rất dễ thương, nhưng mà ý nó là cuộc sống cô đơn á, một mình á, đôi khi nó sẽ rất nó khó nói lắm. Em một mình em sẽ hiểu, buồn bất chợt lắm, mà lúc mình buồn thì mình muốn gì? Mình muốn có người đồng cảm, em Đúng hiểu không? rồi. Tự nhiên gọi điện cho một ai đó chẳng hạn, ơi làm gì Nhiều vậy, khi mình ơi không làm những cái lỗi mà do mình có gia đình nên mình không dành được nhiều thời gian cho có nhau thể đúng như vậy, mình không dành không? thời gian, hoặc có thể khi mà nói chuyện với nhau á, ví dụ bạn ấy chia sẻ chẳng hạn, đó là anh không nhớ, nhưng mà lại là có thể chia sẻ cái gì đó mình, ôi có gì đâu mà ông tiêu cực cái gì nhỉ, hay là một vài lần đó mình sẽ chỉ trích, ví dụ như ông không nên vậy, bạn sẽ cảm thấy tự ái chẳng Nhạy hạn, cảm đúng nhạy không anh? cảm. Thật ra bạn lắp Facebook không phải là giận mình đâu, mà để mà tìm cho một không gian riêng, tại vì bạn sẽ ngại một cái gì đấy. Nhưng mà cái chuyện nó chuyện bình thường, nó không phải là một cái gì ghê gớm hết. Đối với Onisi thì Onisi thấy là phải có những trải nghiệm như vậy mới thân nhau hơn. Anh em gặp nhau lại ôm nhau lại xin lỗi nhau nha, không có gì đâu, hay là anh sẽ chủ động xin lỗi Caric, đại loại như vậy. Tôi có nói gì hay tôi làm gì giận, đừng giận nha, kiểu vậy. Đừng, em nghĩ là nhiều khi á là kiểu người đàn ông họ sẽ dễ hơn. Chứ ví dụ bản thân em kiểu block Facebook, em block Facebook của ai em nghĩ là trời, mối quan hệ nó À, phụ xong nữ luôn và rồi đàn ông đó. khác nhau. Xong luôn rồi đó. Lock Facebook ở đây á, đối với tụi anh chia sẻ, nó không phải là gì hết trơn á, chẳng qua là muốn cho người kia thấy tụi đang giận mà không có nói được. Ví dụ như không lẽ nhắn tin là tôi giận ông. Ủa chứ nhưng mà không được, tự nhiên block như vậy rồi đến khi trong trường hợp cần cái gì Thì việc mở gì ra nhờ nói nhau chuyện sao? lại. Trời ơi, vậy thôi block cho có lệ hả? Thông báo với nhau thôi mà, Nhưng hiểu mà không? anh có mong là Caris sẽ sớm yên về gia thất giống như anh Anh không? mong chứ, lần nào gặp anh cũng mong là bạn sẽ lúc nào cũng hỏi gặp nhau là nó giờ đi. Ôi Kiểu trời. vậy đó. Giống như mấy ông chú trong nhà Đúng gặp hay rồi, hối lấy vậy. vợ đi, xong rồi chú cứ từ từ bây giờ đó, kiểu vậy. Cũng mong là bạn bớt cô đơn này chứ, cô đơn quá, kiểu vậy. Thấy cô đơn mình thấy thương á, nhưng mà mình có gia đình, không thể nào mình chạy qua đó để an ủi được. Hoặc là nhiều khi không muốn tâm sự với mình thì sao, nhiều khi đang muốn tâm sự với một ai đó cần tâm sự thì sao, đúng không? Được Mình được không biết được 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 đó. được được ok.